cách mới với kiểu tóc highlight nổi bật Easy Gel Tạo Kiểu Tóc Highlight. Linh Chí Cường thân mến, bạn là một giọng ca phải nói là gắn liền với những ca khúc truyền thống cách mạng. Bạn rất thích thể loại nhạc đó đúng không? Vâng, Linh Chí Cường từ nhỏ đã từng là bắt đầu năm 6-7 tuổi là Cường đã thường hay xem TV và thấy chị Cẩm Vân nè, chị Hồng Nhung nè thường hát những ca khúc đất nước, những ca khúc bài ca không quên, Cường rất là thích. Nên tới sau này Cường lớn lên nhập ngũ tại quân khu 7 sư đoàn 5 thì được các chú trong quân đội khuyên Cường đi thi tiếng hát truyền hình, và sau đó rất may mắn là hát bài ca khúc Người Mẹ Miền Nam Tay Không Đánh Giặc. Xin cảm ơn bạn. Thế còn chị Thu Giang thân mến, chị là một giọng ca của quân khu 7 và đồng thời cũng là một giảng viên thanh nhạc. Thế thì khi mà chị giảng cho các bạn trẻ, những người rất thích hát nhạc truyền thống nhưng mà không có lần hơi tốt để mà hát, thì chị sẽ chỉ dạy như thế nào? Có lẽ là tôi là một ca sĩ lớn lên trong môi trường quân đội, tới nay đã có 20 năm công tác và hiện tại thì tôi giảng dạy tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Và để hướng dẫn cho các bạn hát nhạc truyền thống thì đầu tiên phải chưa kể đến lần hơi hay là kỹ thuật, mà đầu tiên tôi nghĩ rằng là phải là cái niềm đam mê và thích thú. Đầu tiên tôi phải giảng giải và làm sao để cho học sinh cảm thấy thích hát nhạc truyền thống. Và từ cái chỗ thích hát nhạc truyền thống thì các bạn trẻ, các bạn sinh viên sẽ cố gắng để rèn luyện. Bởi vì thường những cái bài nhạc truyền thống thì nó rất là hào hùng và mạnh mẽ, cũng như là có những bài lại lắng đọng, cần cái sự tinh tế. Vì thế cho nên là học sinh ở nhạc viện thì sau 4 năm học hầu như bạn nào cũng có thể hát được nhạc truyền thống. Cảm ơn chị rất nhiều. Thế còn bạn Thu Hoài thân mến, Thu Hoài lần đầu tiên tham gia chương trình hát với ngôi sao thì bạn có lời gì muốn nói với khán giả không? Lần đầu tiên Thu Hoài tham gia chương trình hát với ngôi sao cho nên là Thu Hoài xin muốn gửi đến quý vị khán giả là lời chúc tốt đẹp và lời chào trân trọng. Và chúc thứ hai đó là chúc các khán giả một đêm thật vui vẻ và hạnh phúc. Thu Hoài thân mến, khi bạn nghe giọng nói của bạn thì Nguyên Vũ nghĩ rằng là bạn không chỉ hát những ca khúc truyền thống đâu, mà bạn còn hát những bài hát mang âm hưởng dân ca về quê hương đất nước sẽ rất là ngọt ngào, có phải vậy không ạ? Sở trường cô Thu Hoài đó là ca khúc truyền thống, nhưng mà nếu mà theo anh Nguyên Vũ nói thì em cũng có thể hát thêm nhạc dân ca, tại vì em học trong nhạc viện là tất cả học tất cả các loại nhạc. Dạ. Thưa quý vị các bạn, một lần nữa chúng ta hãy cùng chào đón Lương Chí Cường, Thu Giang và Thu Hoài. Và bây giờ chúng ta cùng làm quen với hai đội, đó là đội Kem và đội Nhạc Rừng. Các bạn giới thiệu về đội Kem của mình nào. Mãi thương, hello chocolate, mãi yêu, hello vanilla. Giấc mơ ta trao từ thời còn nín ham kem mùi bơ đậu phộng dâu bồ đào, nghe mà lòng thích thiệt ta. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy đấy, kem thật là tuyệt phải không nào? Và còn gì tuyệt vời hơn nữa khi vừa được thưởng thức kem, vừa xem chương trình hát với ngôi sao. Với cùng một sở thích chung đó, nhóm Kem chúng mình gồm 3 thành viên. Mình là Hải Linh, mình là Hồng Phúc và mình là Nguyệt Nga. Chúng mình đến từ khoa quan hệ quốc tế của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tham dự chương trình ngày hôm nay, nhóm Kem mong muốn sẽ có được một cơ hội để thử sức chính mình. Và thú vị hơn nữa là tham gia giao lưu với các ca sĩ khách mời cùng với hai MC rất là dễ thương của chúng ta. Rất mong nhận được sự cổ vũ của tất cả các bạn dành cho hai đội cho chúng mình ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Hello chocolate, hello vanilla. Cảm ơn nhiều. Phần sau đây là phần giới thiệu của đội Nhạc Rừng, xin mời các bạn. Bên trái tôi là người tôi yêu tôi thương, bên phải tôi là người tôi thương tôi yêu, trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương, và chúng tôi cùng hát với ngôi sao. Hai. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Nhạc Rừng đến với chương trình hát với ngôi sao gồm 3 thành viên. Đầu tiên là mình là Ngọc Vinh. Là Trúc Quỳnh. Mình là Trọng Thủy. Cả ba chúng mình đều là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghiệp. Và cả ba đều có chung một sở thích, đó là yêu âm nhạc, yêu thích sự năng động và sáng tạo, và thích được giao lưu với tất cả các bạn. Chính vì vậy mà ngày hôm nay Nhạc Rừng đã có mặt tại chương trình Hát với ngôi sao.
Rất mong sẽ nhận được sự cổ vũ thật nhiệt tình của tất cả các bạn dành cho Nhạc Rừng cũng như đội bạn cùng chơi ngày hôm nay. Còn cái tên Nhạc Rừng đối với các bạn có ý nghĩa gì? Thật ra thì cái tên Nhạc Rừng này đó là do em nghĩ ra đặt cho nhóm. Bởi vì là cả ba thành viên đều đến từ ba vùng núi khác nhau. Em thì đến từ miền núi Chiến Khu D của Đồng Nai. Còn Trúc Quỳnh thì đến từ Quế Sơn của Quảng Nam. Còn Trọng Thủy là đến từ Đắk Lắk. Vâng, thưa quý vị các bạn, chúng ta hãy cùng chào đón Nhạc Rừng và Kem. Hôm nay đội nào thắng cuộc ở vòng 2 sẽ được nhận giải 3 triệu đồng, còn đội không thắng cuộc sẽ ra về với giải 2 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, vòng 1 xin phép được bắt đầu. Vòng 1, đây là một ca khúc truyền thống, trong tựa đề có từ ngày và đêm. Xin mời bạn điện tử. Bạn đã phạm luật rồi và mời đội Kem. Hạnh Khúc Ngày và Đêm. Đúng rồi. Trong những đêm không ngừng, sao hai đêm đơn lẻ cho ánh sao bay vào, bay vào đêm xa nhau đâu chỉ dài bao nhiêu, thời gian trong đất chờ đốt cháy người tình yêu, pháo anh lên đồi cao ná vào đầu giật mình, vùng ta dưới vùng sâu em cũng là chiến sĩ, tay chân cuối gục đầu. Dành từ trẻ ngày đêm ta bên nhau, những đêm ngày chiến đấu. Ngày đêm ta bên nhau, những đêm ngày chiến đấu. Đêm người trong chiến đấu, anh với em sống vẫn gần nhau. Đêm người trong chiến đấu, anh với em sống vẫn gần nhau. Các bạn đã khởi động được 10 điểm đầu tiên. Và lời gợi ý tiếp theo như sau. Bài hát này tự đề có 4 từ và bắt đầu bằng từ cô gái. Xin mời bạn điện tử. Như Nhạc Rừng. Cô gái vóc trong. Đúng rồi.
Và ngay sau đây là lời gợi ý kế tiếp. Đây là một ca khúc phổ thơ của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ. Xin mời bạn Điền Tử. Đoàn. Nhạc Trương. Cô gái Sài Gòn đi tải đạn. Chưa đúng. Hãy yên lòng mày ơi. Đúng rồi. Đoàn quân bước trên đường dân, bình minh lấp lánh chân trời xa. Miền biên giới xanh thẳm, hạt sương long lanh cành lá. Từ nơi biên cương núi cao, người lấn qua trăm suối nghìn đèo. Lắng nghe tiếng của mẹ hiền, ngày đêm dũng bước con hành quân. Mẹ chúng con đi qua theo ước dòng trang chứa mặn nồng tình ngọt nước chẳng bao giờ phai tình quê hương thiết tha đời con à, như dũng lòng ta mẹ giang dày tiếng quân reo qua theo ước dòng son sắc tình thề nhìn non nước hiến thân đời con vì quê hương mến yêu Việt Nam vì quê hương mến yêu Việt Nam. Và lời gợi ý tiếp theo như sau. Đây là một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Hoàng Việt. Đi. Nhạc rừng. Lá xanh. Đúng rồi. Xin chúc mừng các bạn. Sau đây là lời gợi ý kế tiếp. Đây là một ca khúc viết về Bác Hồ, tựa đề bắt đầu bằng từ người. Mời bạn Điện Tử. Bạn đã phạm luật rồi à? Và mời đội nhạc rừng. Bác Hồ mãi trong tim ta. Chưa đúng, bắt đầu bằng từ người. Thời gian đã hết và mời ca sĩ với bài hát Người là niềm tin tất thắng. Nước nghiêng mình để đời nhớ ơn tên người sống mãi với non sông Việt Nam nơi thề sắt son theo tiếng Bác gọi 4.000 năm dồn lại hôm nay người sống trong muôn chiều trái tim Hồ Chí Minh ở núi sông vì độc lập tự do đường lên phía trước dựng mồ cơ sau Hồ Chí Minh Bác Hồ Chí Minh kính yêu người là niềm tin tất thắng sông ngòi.
Đây là một ca khúc truyền thống từng được nhóm Mây Trắng và nhóm Năm Dòng Kẻ trình bày. Xin mời bản điện tử. Chim. Kem. Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn. Đúng rồi. To lên đường nắng chiếu hai vai qua mây vàng chen lá nguy trang sương đêm bước đầm non dài ta sương đường theo dài bóng quân từng ngày đô thị dùng lên chị em mình đi tái đàn để các anh đi diện qua bao ơi trên đường ta đi có mỏi suốt đêm ngày có đói hay chăng dài sương nắng càng tăng cùng ta mang nắng tình chiến đấu khó có chẳng rời thì em ta cô gái thành đô đẹp lứa tuổi xuân cùng yên dân quyết dám quê mình thì em ơi niềm tin thắng lợi thôi thúc ta lên đường kìa hót tiếng đang chờ ta Sài Gòn đó đang chờ ta tới đang về Sài Gòn đó sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hà, thường được trình bày trong dịp lễ hội. Mời bạn điện tử. Ta. Nhạc rừng. Đất đốt chọn niềm vui. Đúng rồi. Trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây Sài Gòn ơi vững tin đã bao lâu rồi một ngày vui giải phóng ta nghe như vang tiếng vang hồ dậy từ nắng sông rạo rực sau hôm nay bác vui vẻ hội toàn dân hành động ơi sắt son đã vang khai hoàng ôi hạnh phúc vô biên hát nữa đi em những lời yêu thương vẫn ngoan cường dành một ngày tôi thắng đẹp quá trời rực sáng nhưng ánh mắt lấp lánh ta mong ôn hôn đôi ta đất quê hương ta mong ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường đừng hoa đăng những người cười là bỏ hoa đời để thầm nghe cười đẹp niềm tin mãi mãi tổ quốc muôn đời trọn vẹn ca đón sông tâm nhớ được 20 điểm. Đội nhạc rừng đi được 40 điểm. Thưa quý vị và các bạn, vòng 2 xin phép được bắt đầu. Và mời thành viên đầu tiên. Lời gợi ý đầu tiên như sau. Lúc em ra bắt đầu. Trả lời. Mời ca sĩ. Lúc em ra chào đời. 10 giây bắt đầu. Một bài hát rất quen thuộc bạn. Một trái tim. Một quê hương. Một trái tim hồng tươi
một quê hương tuyệt vời, dòng máu cha vừa chờ, tổ quốc vua Hùng chờ, một trái tim tự do, lời quê hương ta đó, lời nói cha mẹ chờ, lời trái tim tự do. Lúc em ra chào đời, mẹ cho một trái tim đầy yêu, liễu lo cả lời đầu, quê hương trong lòng đó em. Có nghe tiếng rộn ràng, tình yêu đầu tiên vừa đến, tiếng quê hương nồng nàn cho em khung trời ước mơ, tiếng quê hương nồng nàn cho em khung trời ước mơ. Và bài thành viên tiếp theo, và lời gợi ý tiếp theo như sau: và sao không là bắt đầu. Dạ em xin giành quyền trả lời. Mời ca sĩ. Và sao không là gió là mây, để thấy trời bao la. 10 giây bắt đầu. Khát vọng. Đúng rồi. Và lời gợi ý kế tiếp như sau: từng đôi chim bắt đầu. Em xin trả lời ạ. Mời ca sĩ. Từng đôi chim bay đi. Bài ca Hy vọng. Đúng rồi. Chúc mừng bạn. Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng, cánh chim xa xuyến gió mùa, gửi lời chim yêu thương nơi miền Nam quê hương, nhân rằng ta ngày đêm mong nhớ ước mơ.
tương lai. Đường ta đi lên xây đời trong hoa thơm, có mùa xuân nào đem bằng. Về tương lai ngày quê hương màu xanh áo mới chưa chan niềm tin. Đường ta đi xanh thắm mộng đời, về tương lai đàn chim ơi cùng ta đưa tay nhau sang chân trời mới đang bước chân bốn phương gió mưa. Và xin chúc mừng đội Kem, số điểm hiện giờ của các bạn đã ngang bằng với đội Nhạc Rừng. Và xin mời thành viên tiếp theo. Lời gợi ý như sau: nước, mắt, mẹ. Bắt đầu. Xin trả lời. Mời ca sĩ. Nước mắt mẹ không còn, không những đứa con. 10 giây bắt đầu. Đất nước. Chưa đúng. Đất nước tôi. Đó là bài hát Người mẹ của tôi. Nước mắt mẹ không còn, không những đứa con lần lượt ra đi đi mãi mãi. Thời gian trôi qua, vết thương trên thịnh da đã lành theo năm tháng, nhưng vết thương lòng mẹ vẫn. Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, cho con xin chia sớt nỗi buồn, cho con xin sẻ đôi bát cơm.